Trân thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện Bóng Ma Trong Nhà Xác, tác giả Minh Hoàng. Minh Hoàng là cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của bạn ấy, hãy ủng hộ cho Minh Hoàng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Minh Hoàng nhé. Đường liên kết của Minh Hoàng thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Năm giờ sáng, tại bệnh viện Hồng Thủy, đám đông bệnh nhân đã đứng nghẹt hết cả sảnh chờ, cũng như khu khám bệnh. Bệnh viện Hồng Thủy có bác sĩ giỏi, nên nhiều bệnh nhân mới đến khám như vậy ư? Sự thật thì còn hơn cả thế, bởi vì bà Trần Hồng Thủy, giám đốc bệnh viện, luôn dành ra một ngày thứ hai đầu tiên của tháng để tổ chức chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bất kể họ có bị bệnh nặng nhẹ như thế nào, hễ đến bệnh viện đúng ngày này thì chẳng mất một đồng nào cả. Bởi thế nên cái cảnh tượng đông nghịch người như hôm nay không lấy gì làm lạ cả. Trước nghĩa cử cao đẹp của bà Thủy thì tất cả cán bộ công nhân viên của bệnh viện đều tỏ ra hào hứng lắm. Nếu để tìm ra một chút suy nghĩ tiêu cực thì chắc chỉ có 4 cô y tá mới được nhận vào làm ở đây là tỏ ra mệt bở hơi tai. Họ là 4 cô gái vừa tốt nghiệp trường cao đẳng y tế thành phố. Cô thứ nhất tên Tuyết, cũng là cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm. Cô sinh ra và lớn lên tại thành phố này, và gia cảnh thì khỏi phải bàn. Tuyết xin vào làm trong bệnh viện này chỉ với một mục đích đơn giản là lấy kinh nghiệm, sau này về dùng vốn của gia đình mở bệnh viện tư. Người thứ hai tên Huệ, cô quê ở tỉnh lẻ, lên thành phố ăn học. Huệ gia cảnh cũng không hề kém cạnh Tuyết. Chính xác hơn thì Huệ là cháu họ của bà Thủy, giám đốc bệnh viện. Cô cũng là người xin cho ba bạn còn lại vào làm ở trong bệnh viện này. Người thứ ba tên Ngọc, cô này quê ở tỉnh lẻ, tuy gia cảnh chỉ ở mức bình thường, nhưng Ngọc lại có một cái mơ ước rất xa vời. Đó chính là cô sẽ lấy một chàng bác sĩ nhà giàu mở phòng mạch tư và sẽ trở thành bà chủ. Ngọc rất tự tin với nhan sắc và tài ăn nói của mình, bởi từ khi trong trường học cô đã quyến rũ được không ít người. Hiện tại cô vừa chia tay bạn trai và đang sẵn sàng để làm quen với người mới. Người cuối cùng trong nhóm là Cúc. Có thể nói cô là một con mọt sách chính hiệu. Có lẽ vì gia cảnh nghèo khó từ nhỏ nên Cúc không đòi hỏi cao sang như bạn mình. Cô chỉ mong muốn tìm được một công việc đủ tốt để có thể nuôi gia đình cô. Cúc chẳng có nhan sắc, cũng không biết yêu đương là gì. Hay nói đúng hơn là năm nay 21 tuổi, cô vẫn chưa có một mảnh tình dắt dai. Cả 4 vào bệnh viện này làm được 1 tuần. Cũng đã được Huệ thông báo trước về ngày thứ hai ác mộng này. Nhưng đúng là họ không thể ngờ được lại có quá nhiều bệnh nhân đến như vậy. 4 người được phân công qua khoa bệnh nhiệt đới. Họ phải đến tập trung từ lúc 4 giờ sáng và bắt đầu làm từ lúc ấy cho đến tận 11 giờ trưa vẫn chưa ngơi tay. Tuyết ngồi phục trên cái băng ghế đá than thở. Trời đất, mệt quá. Kiểu này chắc không chịu nổi đến quá trưa chứ đừng nói là hết ngày. Đúng là ác mộng mà. Nói nhỏ thôi, để cho ai nghe thấy là rách việc đó. Huệ vừa đưa tay lên miệng ra hiệu nhắc nhở bạn mình. Ngọc thấy vậy thì vỗ vai Huệ một cái rồi nói: Mày nhát thấy Huệ, dù gì mày cũng là cháu gái của giám đốc bệnh viện này cơ mà. Nếu tao mà là mày á thì có khi xin miễn đi làm ngày này luôn. Thôi đừng có bàn tới bàn lui nữa, lo đi làm đi tụi mày. Tao thấy bệnh nhân tuy là đông nhưng mà chúng ta chủ yếu là làm bằng giấy với lại phân loại hồ sơ thôi mà. Ngọc nghe vậy thì cà khịa ngay: Mày thì giỏi rồi, tao không quen ghi chép nhiều như vậy đâu. À,
Mà tao thấy bên khoa nhi phía đối diện có một anh bác sĩ đẹp trai lắm đó. Nhìn anh ấy làm á, mà tao thấy thích. Trời ơi, chắc hết tuần này tao xin chuyển qua khoa nhi quá. Trước câu nói này thì cả đám phì cười. Đúng là Ngọc không thể nào bỏ được cái tính lẳng lơ của mình. Còn Huệ, cô ngẫm nghĩ câu nói của bạn mình từ nãy đến giờ. Và rồi cô lên tiếng. Thực ra thì chiều tối hôm nay tụi bay không muốn phải làm việc ở đây nữa thì cũng rất đơn giản. Sao? Có cách hả? Tuyết, Ngọc đồng thanh hỏi. Ừ thì có, nhưng mà không biết tụi bay có dám không? Cứ nói đi, có gì đâu mà không dám. Huệ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thì thầm. Tao sẽ xin thuyền chuyển bốn chúng ta về làm thư ký ở nhà xác. Cái gì? Nhà xác? Thấy ba cô bạn mình mắt tròn mắt dẹt, Huệ nói thêm. Thì tụi bay nghĩ xem, trong ngày này khoa nào mà chẳng đông người, chỉ có nước qua nhà xác mà thôi. Giờ có người chết thì cũng không đến mức làm không xuể. Tao nói nghiêm túc đó. Tuy không xin nghỉ được, nhưng chắc sẽ xin chuyển khoa được. Ba người còn lại suy nghĩ một hồi. Bởi từ hồi còn ở trong trường, cứ đến đợt thực tập tại các bệnh viện thì ai cũng thấy ớn việc trực nhà xác. Những câu chuyện ma quỷ đầy ám ảnh cứ được người này truyền miệng cho người kia. Nhưng rồi nỗi sợ cũng không thể nào lấn át được sự mệt mỏi của công việc sáng hôm nay. Cuối cùng họ chấp nhận lời đề nghị của Huệ. Hết giờ nghỉ trưa, đúng là Huệ xin chuyển khoa cho bốn người được thật. Mà việc này đối với Huệ thì chẳng có gì khó. Cái mác cháu gái của viện trưởng thực sự có sức nặng. Cô chỉ cần nói nhẹ nhàng một tiếng với người quản lý thì ngay lập tức tên của bốn người đã được cập nhật qua khu nhà xác. Cuối cùng, hơn một giờ chiều thì bốn cô gái đã đứng trước cổng nhà xác. Bệnh viện cứ 4 năm lại tu sửa một lần, cộng với việc ít người qua lại khu vực này nên trông nó vẫn còn khá mới. Huệ cất tiếng gọi. Có ai không ạ? Sau tiếng gọi của cô thì từ bên trong một người bảo vệ lững thững bước ra. Ông ta hơi lớn tuổi, nói đúng hơn là lớn tuổi so với công việc bảo vệ này. Nhưng mà ngẫm nghĩ thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi ở nhà xác thì làm gì cần bảo vệ to khỏe, trang bị đầy người. Chỉ cần có người thần kinh tốt và điều tiên quyết nhất là không sợ ma, sợ xác chết là được rồi. Trông thấy bốn người, ông bảo vệ nhíu mắt hỏi. Các cô đi đâu đây? Có nhầm chỗ không? Huệ tươi cười đon đã nói. Dạ không, bọn cháu là y tá được chuyển đến đây để trực hết ngày hôm nay. Nghe xong, ông bảo vệ cười lớn hơn Huệ nữa. Ông lắc đầu. Có nhầm lẫn gì không? Tôi làm ở đây đã chục năm rồi. Làm gì có ai cử y tá tới đây bao giờ chứ? Mà cứ tới cũng có chuyện gì để làm đâu. Lúc này thì Ngọc tỏ vẻ khó chịu. Cô gắt lên. Ông bảo vệ này, sao ông nhiều chuyện thế? Chúng tôi làm gì là việc của chúng tôi. Ông lo làm chuyện của mình đi. Đúng là rách việc mà. Trước thái độ của Ngọc, ông bảo vệ không nói nữa, lẳng lặng bỏ đi. Cúc và Tuyết thì kéo tay cô bạn mình lại mà nhắc. Thôi nào Ngọc, đừng có nóng. Ông ấy không biết thì mới hỏi thôi, chứ có gì đâu. Mày chồng ta là tao chỉ có ở đây hết hôm nay thôi đó. Nếu không thì không yên với tao đâu. Cả bốn nhanh chóng bước vào trong. Nhà xác chia thành hai khu nhỏ, nằm tách biệt với nhau. Phía bên trái là văn phòng đựng hồ sơ giấy tờ. Phía bên phải là dãy phòng chứa xác. Khỏi phải nói, tất nhiên họ chọn cái phòng bên trái rồi. Ông bảo vệ thì có cái căn buồng canh riêng của mình, và ông chỉ chờ thông báo qua bộ đàm thì mới đi làm việc. Ngồi trong phòng, Ngọc rủ Tuyết lấy điện thoại ra chơi game. Huệ thì cùng Cúc lấy giấy sắp tờ ra vẽ vời. Họ định sẽ ở cho đến khi nào số bệnh nhân ở bên ngoài vơi đi gần hết thì sẽ quay về. Nhưng chơi mãi cũng chán, Ngọc thở dài,
gắt chiếc điện thoại xuống bàn, rồi quay ra nói với ba người bạn còn lại. Ê tụi bay, có muốn đi khám phá với tao không? Huệ nhíu mày thắc mắc. Khám phá hả? Ở đây mà khám phá gì? Ngọc Phi cười, hất hàm về phía dãy nhà bên phải. Thì qua đó thử xem, có khác gì với mấy cái nhà xác trước không? Cúc liền phản đối. Điên, có gì mà qua đó chơi? Thôi mày cứ ở yên đây cho tao nhờ. Thế nhưng Huệ và Tuyết thì lại khác. Không hiểu sao hai người bọn họ lại tán thành cái ý định kỳ lạ của bạn mình nữa. Một chẳng chọi được ba, nên cuối cùng Cúc đành phải đi theo. Bốn cô gái cứ thế mở cửa ra, rồi thẳng hướng dãy phòng chứa xác mà bước. Ông bảo vệ kia thấy vậy thì hỏi ngay. Bốn cậu đi đâu đó? Nhà xác có nhận thêm xác mới đâu mà đi qua. Kệ bọn tôi đi, ông lại định nhiều chuyện nữa hả? Ngọc đanh đá nói lại. Ông bảo vệ thở dài một cái, từ tốn nói. Ôi, thôi tôi không nói gì nữa. Nhưng mà các cô có đi vô trong đó chơi thì nhớ thắp nén hương lên cái bàn thờ nhỏ trong góc. Nhớ là phải thắp hương đó. Câu nói của ông bảo vệ vừa dứt thì cái bóng của Ngọc đã đi khuất khỏi hành lang. Ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo cô. Vừa đi, Cúc vừa thủ thỉ với Tuyết. Chắc ở trong đây suốt ngày làm bạn với xác chết, cho nên ông bảo vệ này không có ai bầu bạn. Nếu được thì lúc về chúng ta còn nói chuyện với ông một tí đi. Trông ông ấy cũng hiền mà. Tuyết gật gù tặc lưỡi. Ừ, tao cũng thấy vậy. Nhưng mà con Ngọc nó hung dữ thật đó. Thế mà cứ thấy trai là lại làm như là hiền lắm. Thật là tội cho mấy cái thằng đó. Ngọc quay ngoắt lại lườm Tuyết. Này, nghe thấy rồi đấy nhá. Đừng có mà nói xấu người ta. Tùy người thì mình mới tử tế nhẹ nhàng chứ. Mà mày nhắc mới nhớ đó. Ê, không biết anh bác sĩ đẹp trai khoa nhi của tao đang làm gì ha. Mới không được nhìn thấy anh ấy có mấy giờ đồng hồ mà chịu không nổi rồi đây nè. Bốn cô gái vừa đi vừa nói thêm mấy phút thì cũng đứng trước cửa dãy nhà xác. Nó giống như một thế giới khác so với sự tấp nập ngoài sảnh của bệnh viện. Nhớ tới lời dặn của ông bảo vệ, Cúc bước tới đưa ánh mắt nhìn, và cô nhanh chóng nhận ra cái bàn thờ nhỏ nằm trong góc tường. Này, thắp hương đi chúng mày. Vừa nói, Cúc vừa đưa tay cầm lấy mấy nén hương. Cô loay hoay mãi mới tìm ra được cái bật lửa nằm sau cái bát hương. Cái bàn thờ chẳng hề có gì ảnh hay bài vị gì cả. Nó đúng nghĩa trống trơn, thậm chí chẳng có trái cây hay đồ gì khác. Tuyết và Huệ cũng bước đến cùng thắp hương với Cúc. Cả ba xong xuôi thì quay ra nhìn Ngọc. Huệ hối thúc. Cái con này, qua đây thắp hương đi. Ngọc thoạt đầu bướng bỉnh không chịu, cho là mê tín dị đoan. Nhưng sau khi đám bạn thuyết phục thì cô thở dài ngao ngán, dùng dằn bước tới. Cô lầm bầm gì đó trong miệng. Cúc nhanh tay đưa nén hương đã được mồi sẵn cho cô mà hối thúc. Nè, nhanh đi. Ngọc cầm lấy nó một cách miễn cưỡng. Cô thậm chí còn chẳng thèm chắp tay lại để vái. Cứ thế đưa thẳng lên. Khi gần chạm đến cái bát hương thì bất ngờ Ngọc trông thấy một con nhện đang bám trên thành bàn thờ. Cô nhất thời thất kinh hét toáng lên. Cùng với tiếng hét ấy là hành động xua tay trong vô thức để hy vọng con vật gớm ghiếc kia sẽ biến mất. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cái bàn thờ cũ kỹ máng tạm trên vách tường bị sức nặng của bàn tay Ngọc làm cho tuột khỏi cái giá đỡ, rồi rơi thẳng xuống đất. Cái lư hương dở tan tành, cát và bụi hương bay tứ tung. Ba người còn lại giật mình, còn Ngọc, cô vẫn hoảng loạn lắm. Mẹ nó, nó còn ở đó không vậy? Nó còn ở đó không? Con nhện đã biến mất từ lúc nào rồi? Nghe thấy tiếng hét của Ngọc thì ông bảo vệ già cũng xuất hiện. Những tưởng chuyện khá đơn giản, nhưng không, gương mặt của ông trở nên trầm trọng.
Ông thốt lên, giọng lạc hẳn đi. Trời ơi, cái gì thế này? Các cô làm cái gì thế này? Trời ơi! Tất nhiên là cả bốn người không thể hiểu được nguyên do của sự phản ứng thái quá này rồi. Ngọc liếc mắt nhìn ông rồi nói: Gì mà làm quá lên thế hả? Nó hỏng thì tôi đền cho cái bàn thờ khác, chứ có gì đâu. Báo quá. Cô thì biết cái gì? Ông bảo vệ gắt lên, khác với sự im lặng như nãy. Giờ đây trông ông hung dữ lắm. Cúc bước ra, nhẹ nhàng nói để phần nào xoa dịu ông. Chú ơi, bọn cháu xin lỗi, không cẩn thận. Giờ cũng muộn rồi, để sáng mai cháu sẽ đi mua một cái bàn thờ khác, mới và kiên cố hơn. Bác cứ yên. Thôi! Những tưởng sau câu nói của Cúc thì ông bảo vệ sẽ bình tĩnh lại, nhưng không. Cô thậm chí còn chưa nói hết thì ông đã ngắt lời, hét lớn: Các cô không biết mình đã làm cái gì đâu. Trời ơi, quan nghiệt rồi, quan nghiệt rồi. Nói xong thì ông khuỵu xuống, chắp hai tay vái lại liên tục cái đống hỗn độn dưới đất. Chưa hết bất ngờ, ông vái một hồi thì như run sợ thứ gì đó. Ông thở gấp mấy hơi rồi ngã ngửa ra ngất liệm. Lúc này thì bốn cô gái mới thực sự sợ hãi. Họ liền dìu ông đứng dậy đi ra khu cấp cứu phía trước. Vốn không muốn ở lại nên sau khi liên lạc với người nhà của ông bảo vệ kia thì bốn người liền trở lại nhà xác. Vừa đi, Cúc vừa hoang mang nói với bạn mình: Này, tụi bay có để ý thấy cái gì không? Thái độ của ông bảo vệ ấy, cái bàn thờ có vẻ quan trọng với ông ấy lắm. Huệ cũng đồng tình: Ừ, tao cũng thấy thế. Có khi nào là bàn thờ của người thân ông ấy không? Ngọc lúc này chen vào, cô tỏ ra bực tức: Tụi bay tại sao lại yếu đuối thế? Có gì thì cứ để tao chịu cho. Tao là người làm đổ cái bàn thờ ấy mà. Ngày mai á, tao đền lại cái khác, yên tâm. Thấy Ngọc có vẻ không được bình tĩnh nên cũng chẳng ai nói gì thêm nữa. Bốn người cứ thế đi về phía văn phòng trong nhà xác. Đêm nay cũng chẳng có chuyện gì để làm, mà ca trực thì phải đến ít nhất 10 giờ đêm mới kết thúc. Huệ quay ra nói: Nè, tao thấy chúng ta trốn việc hồi bị lâu rồi đó. Giờ chắc không còn đông bệnh nhân ở ngoài khu khám bệnh nữa đâu. Chúng ta có nên quay lại không? Tuyết và Ngọc tất nhiên là không đồng ý rồi. Cả hai gạt phăng đi: Thôi đi mày ơi, tự dưng ở đây phè phẫn lại không muốn, lại muốn đi làm cu ly. Tao chán cái cảnh hết người này tới người khác gọi réo tên rồi, mệt lắm. Trái hẳn với hai cô, Cúc khá hưởng ứng với việc này. Tao thấy đúng đó Huệ. Hai đứa nó không đi thì tao với mày đi. Kẻo bị dị nghị thì con Huệ cũng khó coi lắm. Quan hệ thì quan hệ, nhưng mà cũng phải để cho người ta nể mình. Cuối cùng bốn người trái ngược ý kiến với nhau nên đành tách ra. Cúc cùng Huệ quay trở lại khoa khám bệnh để làm việc. Tuyết và Ngọc thì ở lại trong văn phòng nhà xác cho đến lúc hết ca. Ra đến bên ngoài, đúng là ở đây số lượng người đã ít đi hẳn. Cúc nhanh chóng tiến tới bàn trực, tay ôm chồng giấy tờ hồ sơ, rồi bắt đầu điền chúng vào trong máy tính. Huệ nhàn hơn một chút, cô phụ giúp mấy người bảo vệ đưa người bệnh ra đúng hướng. Mãi mê với đống công việc nên cả hai quên luôn thời gian. Thấm thoát kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, đồng nghĩa với việc ca trực đã hết. Cúc thở vào nhẹ nhõm, quay ra nhìn Huệ cười một cái. Cô nói: Mệt không? Huệ mỉm cười lắc đầu: Không, có gì đâu mệt. Mà không biết hai đứa kia nó đang làm gì nhỉ? Cúc đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trước mặt rồi nói: Giờ thì quá giờ hết ca rồi, bọn nó phải quay lại rồi chứ. Để tao gọi cho con Ngọc xem sao. Sau mấy hồi chuông thì Ngọc không bắt máy. Cúc gọi tiếp cho Tuyết thì may quá cô trả lời, nhưng bằng chất giọng không mấy dễ chịu. Alo, có chuyện gì đó? Mấy giờ rồi sao tụi bay còn chưa vô trong này nữa? Bệnh nhân về hết rồi nè, không còn ai đâu. Vô đi rồi đi ăn gì đó,
tao với con Huệ đó sắp ngất luôn rồi đây. Tao đang đợi con Ngọc, nó đi ra ngoài gặp anh bác sĩ nào đó mà lâu quá, chắc lại dụ dỗ được ai rồi, nghĩ mà chán. Ừ, thôi tranh thủ đi nha. Nói xong cúp tắt máy, quay qua thông báo cho Huệ biết. Hai người tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ đồng hồ sau, cuối cùng Tuyết cũng xuất hiện. Cô lững thững bước vào, mặt mày thì cau có. Trông thấy hai người bạn của mình, cô nói: "Thôi, tụi bay mình đi thôi." Thấy Tuyết chỉ đi có một mình, Cúc nhíu mày thắc mắc: "Ủa, con Ngọc đâu?" "Kệ nó đi, nó đi với anh chàng bác sĩ gì đó từ nãy đến giờ. Tao gọi hoài mà có được đâu. Chắc hai người lại chui vào cái bụi nào mà hú hí rồi. Đúng là chả ra làm sao." Cúc móc điện thoại ra, gọi thêm mấy lần nữa cho Ngọc. Đúng là cô không bắt máy thật. Cúc quay ra hỏi Huệ: "Sao, bây giờ tính thế nào?" "Thì đi về chứ làm sao." Huệ có vẻ cũng đã thấm mệt nên không muốn chờ đợi thêm. Cả ba lấy túi xách rồi ra về. Sáng hôm sau, tất cả quay lại trở về với sự bình thường của công việc. Số bệnh nhân tuy có, nhưng cũng không quá khủng khiếp như hôm qua. Cúc sửa soạn lại cái bàn máy tính, rồi quay ra hỏi Huệ: "Này, con Ngọc sao sáng nay không thấy nó nhỉ? Tụi bay biết nó ở đâu không?" Huệ chưa kịp nói, thì Tuyết chen vào: "Nó hình như là không có về nhà. Lúc sáng này tao có ghé qua trọ định rủ nó đi làm cùng, thì nghe bà chủ trọ nói đêm qua nó có về nhà đâu. Phòng của nó cũng bị khóa kín mít, gọi điện chẳng nghe máy. Không biết là nó đi với ai nữa." Huệ nghe vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc: "Ờ, không phải tối qua mày bảo nó đi với một anh bác sĩ gì đó à?" "Ừ, thì đúng là như vậy, nhưng mà tao chỉ thấy mặt của anh ta thôi." "Ê, từ từ đã, mày kể đầu đuôi xem nào. Tối qua tao hơi mệt nên cũng không có quan tâm lắm. Giờ tự nhiên nhớ lại, thấy làm gì có anh bác sĩ nào ở trong nhà xác cơ chứ." Tuyết gật gù, kéo cái ghế ra, ngồi xuống bắt đầu kể. "Tối hôm qua, khi hai đứa chúng mày đi được khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, thì con Ngọc nó bảo là nó bị đau bụng, muốn đi vệ sinh. Tao thì đang mãi xem bộ phim trên điện thoại nên kêu nó đi một mình. Năn nỉ thêm một lúc thì nó chịu không nổi nữa, thế là nó mở cửa chạy đi. Lát sau nó quay trở lại, mặt mày hớn hở lắm. Nó khoe là lúc đi vệ sinh xong thì gặp một anh bác sĩ đẹp trai lắm, ăn đứt cả cái anh ở khoa nhi luôn. Anh ta rủ nó đi chơi, còn cho nó một sợi dây chuyền vàng nữa." "Cái gì? Chưa về hết mà tặng một sợi dây chuyền vàng hả? Có tin được không đây?" "Thật, nó đưa cho tao xem mà. Trong phòng lúc ấy đèn đóm sáng trưng, mà chính tay tao đeo sợi dây vô cổ nó chứ ai. Rồi hai đứa ngồi thêm lát nữa thì cái người bác sĩ kia đến thật. Anh ta không vào trong mà đứng ngoài hành lang ấy. Trông thì cũng bình thường chứ không đến nỗi đẹp như con Ngọc nó nói. Mà tao nghĩ chắc nó bị sợi dây chuyền này làm cho lóa mắt rồi cũng nên." Nghe xong câu chuyện thì Cúc và Huệ cũng không tỏ ra bất ngờ. Cái tính của Ngọc thì ba người hiểu nhất. Thế là cả ba tiếp tục công việc của mình. Đến tối hôm ấy, khi gần tan ca, vẫn không hề có tin tức gì của Ngọc cả. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện. Huệ dùng mối quan hệ của mình hỏi mấy người bác sĩ nam trong bệnh viện, thậm chí cho Tuyết xem hình ảnh và thông tin của tất cả bọn họ. Nhưng thật kỳ lạ là chẳng có ai tựa như anh bác sĩ đó cả. Chưa hết, khi mọi người kiểm tra camera ở ngoài cổng bệnh viện thì phát hiện Ngọc chưa hề rời khỏi đây. Như vậy có nghĩa là cô ấy vẫn còn ở trong bệnh viện, chứ không thể nào leo tường hay lẻn ra khỏi sự phát hiện của máy quay giám sát được. Một cuộc tìm kiếm nổ ra, ai nấy đều được phát cho một bức ảnh của Ngọc. Gần chục khoa trong bệnh viện được triệu tập. Không một ai nhận ra từng gặp Ngọc hoặc trông thấy cô trong cái đêm hôm ấy. Trưa nay đã gần 2 ngày Ngọc bất tích. Cả ba cô gái còn lại ngồi trong căng tin,
Huệ là người lên tiếng đầu tiên. Cô đề xuất đi báo công an, nhưng vụ việc chưa rõ ràng nên ai cũng chần chừ. Cúc thì im lặng. Khoảng chừng 10 phút, cô nói: hay là chúng ta trở lại cái nhà xác đó đi, biết đâu Ngọc nó đang ở đó. Mày nói gì thế? Nếu như nó ở đó, sao không vào trong đây? Tao nghĩ chắc nó ra khỏi bệnh viện rồi, đi đúng cái góc khuất của camera nên chúng ta không tìm thấy. Vậy rồi chàng bác sĩ kia, bệnh viện này không có ai như thế cơ mà. Ồ, cái này thì... Suy nghĩ một hồi, cả ba quyết định quay trở lại khu nhà xác. Người trực ở đây là một bảo vệ khác. Chắc ông bảo vệ già hôm trước sức khỏe vẫn chưa ổn định. Người bảo vệ này trông trẻ hơn nhiều. Anh ta hất hàm hỏi: các cô đi đâu đây? Huệ từ tốn nói: bọn em hôm trước có một đứa bạn vào đây, giờ bọn em vào tìm. Cái gì? Các cô có nghiêm túc không vậy? Biết đây là đâu không? Mà người vào từ hôm trước tới hôm nay vẫn chưa ra. Bạn cô chết rồi à? Phủi phủi cái mồm của anh đi. Cúc gắt lên. Không nhiều lời nữa, Huệ lập tức lấy điện thoại ra gây áp lực. Anh có biết tôi là ai không? Ai chịu trách nhiệm quản lý các anh? Nói cho tôi biết để tôi gọi cho anh nghỉ việc ngay. Nghe tới đây thì anh bảo vệ có chút nào núng. Anh ta ấp úng: Cô là ai mà đòi đe dọa tôi? Tôi là ai hả? Cô họ của tôi là giám đốc bệnh viện này đó. Bấy nhiêu đã đủ chưa? Cô nói làm sao? Tôi chẳng tin đâu. Làm sao biết được các cô vào đây có mục đích gì? Tôi từ trước giờ á chưa trực nhà xác bao giờ, nhưng cũng không phải là không cảnh giác. Anh... Huệ bực tức lắm, nhưng Tuyết có vẻ đã tìm được cách khác. Cô từ từ bước tới, lấy một tờ tiền 500 ngàn ra, rồi dúi thẳng vào tay của anh ta. Đây, coi như là anh giúp chúng tôi đi. Số tiền này anh cứ giữ lại mà uống nước, có được không? Bọn tôi chỉ vào đây dạo một vòng thôi. Thôi được rồi, nhớ là một chút thôi đó nha. Đúng là cái gì cũng sẽ được giải quyết nhẹ nhàng bằng tiền mà. Tuyết kéo tay Cúc và Huệ nhanh chóng bước vào nhà xác. Tuyết vào trong phòng giấy tờ, cất tiếng gọi to: Ngọc ơi, Ngọc! Không có ai đáp lời. Cúc đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi nói: cái bệnh viện này tiên tiến vậy mà khu nhà xác này là chẳng có nổi một cái camera. Rồi bây giờ chúng ta biết tìm đâu nữa đây? Tao cũng không biết nữa. Trước mắt thì cứ đảo mắt mấy vòng xem, biết đâu con Ngọc nó làm rơi lại thứ gì đó thì sao? Nếu như lần này mà tìm không ra nữa thì chúng ta báo công an cũng chưa có muộn. Đi thêm một lúc nữa thì vẫn không thấy thứ gì liên quan đến Ngọc cả. Ba người đứng giữa dãy hành lang. Huệ lấy điện thoại ra, lắc đầu bất lực nói: thôi, phải gọi công an rồi chúng mày à. Tuyết gật gù, gương mặt méo xệch đi. Cúc đột nhiên giật mình một cái, như nhớ ra gì đó. Cô nói ngay: nè, còn một chỗ mình chưa đi thử. Chỗ nào? Khu chứa xác. Cúc dứt câu thì cả hai người bạn của cô cũng giật mình không kém. Huệ lắc đầu phản đối: tự nhiên lại vô đó tìm. Tụi bay cũng biết con Ngọc, nó là đứa nhát chết cơ mà. Giờ tìm nó trong ấy thì khác gì tìm nước ở sa mạc đâu. Thì cứ đi thử xem, không đi thì tao đi. Cúc vừa nói vừa bước thẳng tới trước. Mày đứng đây đợi công an đi, để tôi đi với nó. Tuyết dặn dò Huệ rồi cũng vội chạy theo bạn mình. Cả hai từ từ tiến tới dãy nhà chứa xác. Cái đống đổ dở từ bàn thờ hôm trước tới giờ cũng chưa có ai lau dọn. Bấy nhiêu đây cũng đủ để biết được sự hoang vắng lạnh lẽo của nơi này. Tuyết bắt đầu thấy rần rợn. Cô kéo tay Cúc mà nói: này, hay là mình đừng có vô nữa, quay trở lại đợi công an tới đi. Mày sợ thì cứ quay về đi. Tao có thấy ở trong này nó có cái gì đó, mà linh cảm của tao thì mày cũng biết, nó thường ít sai lắm. Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh. Cô cũng đã đi một đoạn khá xa rồi, so với việc quay trở lại một mình thì Tuyết tất nhiên không dám rồi.
Thế là cô tiếp tục thở dài, rón rén bước theo. Cúc đưa tay chỉ vào trong chỗ cánh cửa. Nó không được khóa lại, mà chỉ có cái then cài một cách lỏng lẻo mà thôi. Cúc mở cửa ra, một luồng khí lạnh cũng từ bên trong phà thẳng vào hai người. Cũng phải thôi, nơi này là nhà xác mà. Cúc mò mẫm bật thêm một ngọn đèn ngay chính giữa phòng. Hai người đưa mắt nhìn vào bên trong. Những chiếc băng ca trải dài thẳng tắp. Phía cuối dãy có vài cái xác được phủ vải trắng lên. Chắc sắp tới họ cũng được thân nhân tới nhận rồi đem về thôi. Căn phòng cũng chẳng có góc khuất hay khu vệ sinh, nên nếu Ngọc ở trong này thì họ sẽ dễ dàng tìm ra thôi. Tuyết lại đưa tay khều khều Cúc, khẽ nói: "Thôi đi ra đi, không có nó ở trong này cơ mà." Cúc nheo mắt, đúng là không thấy Ngọc đâu cả. Cô gật gù toàn quay ra ngoài với Tuyết. Thì đột nhiên cùng lúc ấy, có một tiếng động gì đó vang lên. Nó không to, cũng không rõ ràng, nhưng Cúc có thể nghe ra nó. Cô ngước nhìn hỏi Tuyết, nhưng Tuyết lại không nghe thấy gì cả. "Mày không nghe thấy hả? Hình như có..." Nói tới đây thì Cúc khựng lại, bởi cái tiếng động kia lại vang lên. Nhưng lần này thì đã to và rõ ràng hơn nhiều. Tuyết tất nhiên là nghe được rồi. Cô sợ hãi lắm, bởi đó là tiếng rên rỉ đầy ám ảnh. "Ở đó, tiếng kêu phát ra từ đó." Cúc vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối phòng. Giờ đối với Tuyết thì có cho tiền cô cũng chẳng dám bước tới đây để xem. Nhưng Cúc thì khác. Sự tò mò trong cô có sức mạnh to lớn. Thế là từ từ từng bước một, Cúc tiến tới chỗ phát ra tiếng rên kia. Trong phòng bây giờ có ba cái xác, hai cái nằm bên trái và một cái nằm bên phải. Cúc thì đang đi ở lối giữa. Đi thêm mấy bước nữa thì tiếng rên rỉ càng rõ hơn. Tuyết ở chỗ cửa ra vào sợ hãi thúc giục: "Cúc ơi, đi về thôi, mày làm gì đó?" Cúc không nghe, cô cứ tiếp tục tiến tới. Cuối cùng cũng biết được tiếng rên rỉ kia phát ra chính xác từ đâu. Chính là cái xác thứ hai bên trái, cũng là cái xác nằm trong góc. Nhưng mà khoan đã, là xác chết thì sao lại có thể rên rỉ được chứ? Trừ khi... Cúc hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy chút bình tĩnh, rồi đưa tay dỡ tấm vải trắng lên. Cúc thét lên một tiếng kinh hoàng, bởi người dưới lớp vải trắng kia chính là Ngọc, bạn của cô. Ngọc mở hai mắt trừng trừng nhìn cô. Tiếng rên ừ ử vẫn phát ra từ trong cổ họng. Tuyết ở bên kia cũng hốt hoảng không kém. Cô la lớn: "Có ai không? Cứu với! Cứu với!" Lúc này công an nhận được cuộc gọi của Huệ thì cũng tìm tới. Tất cả mọi người nghe tiếng hét thì tức tốc chạy qua khu chứa xác. Đến nơi, Huệ trông thấy Tuyết dựa lưng vào tường, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía cuối phòng, nơi có Cúc và tất nhiên là Ngọc nữa. Ngọc còn sống chứ? Tất nhiên, nhưng có điều là cô như bất động toàn thân, chỉ có cặp mắt là đưa qua đưa lại để nhìn ngó mà thôi. Thế là mọi người nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Lúc đi ra khỏi nhà xác, Cúc lần nữa giật mình, bởi ông bảo vệ già đã trở lại. Ông đứng thừ người ra nhìn Ngọc nằm trên băng ca mà lắc đầu ngoài ngoại. Sau khi Ngọc vào được phòng cấp cứu thì cô chìm vào trạng thái hôn mê, không hề có bất kỳ phản ứng gì cả. Ở bên ngoài, Huệ ngồi phịch xuống đất, bừng mặt khóc: "Tại sao? Tại sao lại có chuyện như thế này chứ?" Thế nhưng mọi thứ phức tạp đi nhiều. Tuyết được công an triệu tập để lấy lại lời khai, bởi trong đêm hôm ấy chỉ có một mình cô ở cùng với Ngọc mà thôi. Tình hình của cô ấy hiện giờ lại rất nguy kịch, nên người ta nghi ngờ Tuyết cũng là điều dễ hiểu.
Tuyết thuật lại đúng những gì mà cô kể với hai người bạn của mình. Phía công an tiến hành trích xuất camera. Họ tất nhiên không tìm ra được người nào giống với miêu tả của cô hết. Sau một hồi bàn luận với nhau, một anh công an bước tới tự tốn nói: "Cô Tuyết, tạm thời để phục vụ trong quá trình điều tra, nên chúng tôi xin mời cô về cơ quan phối hợp thêm." "Cái gì? Các anh định bắt tôi à?" "À không, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chưa có quyền bắt cô vào lúc này, chỉ là muốn cô về đồn phối hợp thêm thôi." Tuyết trừng mắt. Cúc và Huệ thì lo sợ lắm. "Không, tôi không có đi đâu cả. Những gì tôi nói đều là đúng sự thật. Các anh muốn đưa tôi đi đâu thì phải đợi tôi gọi cho bố mẹ tôi đã. Luật sư của gia đình sẽ làm việc với anh." Anh công an lắc đầu nghiêm giọng: "Thưa cô, tiếc là không được. Chúng tôi chỉ thực hiện đúng theo chỉ thị của cấp trên. Cô cũng có thể chờ đợi luật sư của mình đến. Nhưng nếu anh ta có xuất hiện thì cũng sẽ xuất hiện tại đồn công an, chứ không phải là ở đây. Xin cô tôn trọng nghiệp vụ của chúng tôi." Tuyết không hề muốn chuyện này xảy ra. Cô tự cảm thấy thật phiền phức khi không đâu lại dính vào cái chuyện này. Nhưng rồi trước sự cứng rắn của anh công an kia thì Tuyết cũng không còn cách nào khác. Cô khẽ thở dài: "Được rồi, nếu vậy thì tôi đi với các anh. Nhưng mà các anh cũng nên biết, nếu tôi có chuyện gì thì các anh cũng sẽ không có yên thân đâu." "Cô yên tâm, giờ thì mời cô đi theo tôi." Tuyết quay ra sau nhìn hai người bạn của mình rồi toan quay đi. Thì đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu hé mở, một cô y tá gọi to: "Ngọc đã tỉnh, cô ấy muốn gặp mọi người." Khỏi phải nói, cái tin này nó còn mừng hơn bắt được vàng nữa. Tuyết liếc anh công an một cái, đắc ý nói ngay: "Giờ thì vào đây, để xem những gì tôi nói có đúng hay không." Thế là Cúc, Tuyết, Huệ và anh công an kia cùng bước vào trong. Ngọc đúng là đã tỉnh táo, gương mặt cô chỉ có chút bơ phờ mệt mỏi mà thôi. Trông thấy bạn mình, cô mừng rỡ òa lên khóc: "Chúng mày ơi, chúng mày ơi." Với khao khát được minh oan cho bản thân, Tuyết là người lao tới trước tiên. Cô gấp gáp nói: "Ngọc, chuyện tối hôm đó là thế nào? Mày bình tĩnh kể cho anh ta nghe đi, chứ không á, tao bị bắt đó." Nghe nhắc tới chuyện ấy thì Ngọc lại càng khóc to hơn nữa. Cô gần như khóc đến nỗi mất bình tĩnh. Phải đợi thêm gần nửa giờ đồng hồ thì cô mới dần dần ổn định. Lúc này Tuyết sợ Ngọc bị kích động nên cũng không dám nhắc lại. Thế nhưng Ngọc lại bắt đầu kể. Vừa kể, ánh mắt của cô vừa lộ vẻ kinh hoàng tột độ. "Đêm hôm ấy, sau khi Cúc với Huệ quay trở về cô khám bệnh thì tao đau bụng. Có rủ con Tuyết đi theo nhưng mà nó không đi. Cơn đau bụng thì mỗi lúc một nhiều. Tao mới nén sự sợ hãi đi thẳng ra nhà vệ sinh. Đi xong xuôi vừa bước ra khỏi cửa thì thấy có một anh bác sĩ đứng gần trước. Vì nhà vệ sinh á, là chung với nam và nữ cho nên tao không có bất ngờ lắm. Cứ thế lách người đi ngang qua thôi. Rồi chưa đi được mấy bước thì anh ta gọi tao. Giật mình tao quay lại. Rồi không biết sao cả hai nói chuyện với nhau nhiều lắm. Lúc đầu thì thấy anh ta cũng bình thường, nhưng mà càng lúc thì lại càng thấy đẹp trai. Nhất là khi anh ta tặng tao sợi dây chuyền vàng kia. Tao không thể điều khiển được thân thể mình nữa, cứ thế đưa tay lên nhận nó. Anh ta bảo tao là đeo nó vào rồi anh ta sẽ qua đón đi chơi. Lại lần nữa tao hành động trong vô thức. Mày là người được tao nhờ đeo giúp sợi dây chuyền nên chắc cũng còn nhớ. Sau đó anh ta đưa tao đi ra tiết ở ngoài sau. Tao thấy cây cối mọc tùm lắm, cũng không hề thấy sợ. Chỉ không biết anh ta là ai. Tiếp đến tao cảm thấy hai mắt mình bắt đầu nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc tỉnh dậy, cả người tao không có chút sức lực nào hết, rồi cứ nằm như thế. Thời gian trôi qua bao nhiêu cũng không biết. Mãi cho đến khi Cúc đã dở tấm vải ra thì tao mới giật mình. Chuyện gì đã xảy ra với tao vậy chứ?" Ngọc nói xong lại tiếp tục khóc. Cúc và Huệ thay nhau trấn an động viên cô. Còn Tuyết đứng dậy lùm anh công an kia:
Sao? Giờ anh tin lời tôi nói rồi chứ? Gương mặt của anh công an lúc này rất đăm chiêu, khẽ lắc đầu đáp. Chuyện này hơi có phần khó lý giải, nhưng mà dù sao cô ấy không có vấn đề gì là được rồi. Cô không cần phải theo chúng tôi về lại đồn nữa. Chào mọi người, có việc gì cần thì cứ liên hệ. Anh công an đi khỏi, Tuyết mới giãn cơ mặt mình ra một chút. Bốn người bắt đầu hoang mang, bởi chuyện Ngọc nói nó không có chút logic nào cả. Cúc lo ngại thì thầm. Nè Ngọc, mày có tỉnh táo không đó? Sao lại có chuyện như thế được? Mày có biết là hôm ấy con Tuyết cũng thấy anh bác sĩ kia nên tìm khắp nơi. Anh ta không phải là người của bệnh viện này. Lúc này từ bên ngoài, một giọng nói cũng phát ra. Thực ra cậu ta đã từng là bác sĩ ở đây. Bốn người giật mình, đưa mắt nhìn ra, thì thấy người vừa nói chính là ông bảo vệ già kia. Khỏi phải nói ai cũng bất ngờ hết. Ông ta từ từ đi vào trong, nhìn Ngọc, rồi chậm rãi nói. Cô đã ổn hơn chưa? Có cảm thấy nhức mỏi hay đau đầu gì không? Ngọc chần chừ một lúc. Cô vốn không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng không hiểu sao cũng ngập ngừng trả lời. Tôi không sao. Theo tôi thì cô nên về nhà đi, nhờ gia đình lên chùa cúng giải hạn, hoặc tìm một ông thầy pháp nào đó cao tay ấn, làm lễ cắt duyên âm. Cái gì? Ông nói vậy là sao? Mọi người đều nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Ông bảo vệ già lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra, rồi bấm bấm một lúc. Sau đó ông chìa màn hình về phía Ngọc, hỏi. Có phải cô gặp cậu bác sĩ này không? À, trời ơi! Ngọc thốt lên kinh hãi, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng là anh ta. Tuyết sau khi xem thì cũng xác nhận đúng như vậy. Ông bảo vệ già cất điện thoại, khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Cậu này tên là Minh, là bác sĩ khoa tim mạch. Cậu ta chết cách đây hơn 3 năm rồi. Cái gì? Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt lên. Ngọc là người sợ hãi nhất, cô ta gào khóc. Ông vợ tôi có phải không? Là ông vợ tôi. Sao anh ta lại chết được? Sao lại thế được? Không, tôi không có lừa cô đâu. Nếu không tin thì cô có thể hỏi những người làm việc lâu năm ở đây. Ai cũng biết chuyện về cậu Minh hết. Cậu ta là một bác sĩ giỏi, nhưng mà bị người yêu lừa dối trong chuyện tình cảm nên quẫn trí mà ra cái nhà vệ sinh ở khu nhà xác để treo cổ tự tử. Hồi ấy tình này chấn động lắm. Ngọc càng khóc lớn hơn. Cô nói, tại sao lại là tôi? Tại sao chứ? Biết bao nhiêu người cơ mà. Vì cô đã vô tình làm hỏng cái bàn thờ, cô có nhớ không? Câu nói của ông bảo vệ làm cho cả đám giật mình. Cúc như hiểu ra mọi chuyện, cô nói, vậy ra cái bàn thờ ấy là của anh bác sĩ Minh kia hả? Ông bảo vệ lắc đầu, kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống. Gương mặt ông thì đượm buồn, ánh mắt đau đớn nhìn về phía trước. Thực ra cái bàn thờ ấy là của một người khác. Chuyện xảy ra hơn chục năm trước rồi. Khi ấy bệnh viện này vẫn còn kiến trúc cũ, đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng với thiết bị không được tốt lắm. Vào một đêm nọ, có cái ca cấp cứu gấp lắm. Người gặp nạn nghe đâu có quyền lực lớn lắm, mà cụ thể là gì thì tôi cũng không có được biết. Sau một hồi cấp cứu, người ấy không có qua khỏi. Thế là người nhà họ làm ầm lên, đổ ngược lại cho bệnh viện. Bà Thủy lúc ấy áp lực lắm, bởi cả cái bệnh viện này có thể đứng trước nguy cơ sẽ bị đóng cửa do sức mạnh của thứ quyền lực kia. Mọi chuyện lên đến cao trào hơn khi mà một người trong đám người nhà không biết vô tình hay là cố ý xô đẩy thế nào, lại làm cho một cô y tá ngã thẳng từ tầng 3 xuống đất,
chết ngay tại chỗ. Lúc này họ lại ra điều kiện ngược lại. Nếu bệnh viện đã chịu im lặng thì họ sẽ không truy cứu chuyện người nhà họ nữa. Một mạng đổi một mạng. Khi ấy ai cũng sợ hết. Bà Hồng Thủy đành để cho mọi chuyện bị phớt lờ đi. Cô gái sau khi mất thì hiện hồn lên nhiều lần lắm. Nhưng mà cô ấy không có hãm hại ai cả. Thậm chí hình như là còn lấn át hết những dòng xấu nữa. Thấy linh thiêng nên người ta mới lập một cái bàn thờ. Không gọi tên mà cứ gọi là bàn thờ cô hai. Quay lại chuyện của cô Ngọc đây. Tôi nghĩ chắc là do cái bàn thờ bị hủy nên cô hai không thể trấn áp được dòng hồn của cậu mình. Mà cái dòng oán như cậu ấy thì quậy phá, bắt người là chuyện bình thường. Huệ như mày hỏi lại. Thưa ông, chuyện mà ông nói có thật không? Chứ tôi là cháu ruột của cô Thủy. Nếu như ông bịa hay là đặt điều nói xấu thì cô sẽ không tha cho ông đâu. Ông còn bị kiện ngược lại nữa đó. Tôi biết chứ. Nhưng mà sẵn tiện các cô cũng có chút cơ duyên và lại động tới cái bàn thờ của cô hai nên tôi mới kể. Có báo công an bắt tôi thì tôi cũng phải nói mà thôi. Hơn nữa trong bệnh viện này đâu phải một mình tôi biết. Họ sẽ làm chứng cho tôi. Cái này thì nếu như cô y tá kia bị như vậy, chẳng lẽ người nhà của cô không kiện bệnh viện này sao? Không. Tôi còn nhớ có một người đàn ông tự nhận là dượng của cô ấy. Ông ấy bảo người mất thì đã mất rồi nên chỉ nhận bồi thường rồi thôi. Hồi ấy bà Thủy giám đốc cũng bỏ ra một số tiền lớn bồi thường rồi mà. Cũng chẳng thấy người nhà họ nói gì nữa nên tôi nghĩ chắc chẳng có truy cứu thêm. Nghe xong Huệ lắc đầu thốt lên. Trời ơi, có chuyện như vậy sao? Tuyết lúc này cũng nhanh chóng chen vào. Thưa ông, bọn tôi thực sự đã phạm phải thứ không nên phạm rồi. Ngày mai, bọn tôi sẽ làm lại một cái bàn thờ khác cho cô y tá kia. Hy vọng cô ấy sẽ không quấy phá gì nữa. Ông bảo vệ gật gù nhắc nhở. Được rồi, nhưng mà chuyện trước mắt thì các cô phải được bạn mình đi hóa giải duyên âm kìa. Trong cô ấy có vẻ ổn thế thôi. Chứ thật ra linh hồn của cậu Minh vẫn chưa có dứt được đâu. Cứ thấy cậu sẽ đeo bám theo không dứt đấy. Còn về cái bàn thờ thì tôi làm cũng được. Chứ các cô có biết cầu khấn gì đâu mà làm. Từ giờ đừng có ra nhà xác nữa nha. Nếu mà tôi thấy các cô một lần nữa, sẽ không cho vào đâu. Càng sợ hãi hơn khi nghe ông bảo vệ nói. Ngọc nức nở, nắm lấy tay bạn mình khẩn khoản. Đừng mà, hãy giúp tao đi. Chúng mày giúp tao đi. Tao không muốn gặp cảnh này lần nào nữa đâu. Chắc tao chết mất. Cô bình tĩnh đi. Để tôi cho địa chỉ một người này thử. Ông ta xem bói giỏi lắm. Nhưng mà còn quá giải được duyên âm hay không thì tôi không chắc. Nếu có may mắn thoát được thì sau này mong các cô hãy cẩn thận hơn đối với những chuyện tâm linh này. Không tin cũng được, nhưng mà đừng có phỉ báng nó. Sau khi đọc địa chỉ cho Cúc ghi chép lại thì ông bảo vệ lững thững quay trở về nhà xác, tiếp tục làm việc. Bốn cô gái ngồi nhìn nhau, sự hoang mang mỗi lúc một lớn hơn. Không chần chừ thêm nữa, ngay chiều hôm ấy, khi sức khỏe của Ngọc đã ổn hơn, cô xuất diện cùng ba người bạn của mình tìm tới cái địa chỉ mà ông bảo vệ cho họ. Đây là một căn nhà nhỏ bé nằm sâu tận trong hẻm. Đường vào trong thì ẩm thấp hôi hám. Vừa mới ngừng lại trước cổng nhà, chưa kịp gọi hay nói gì thì đã có một ông già bước ra tươi cười nhìn họ. Chào các cô, mời các cô vào. Cái gì? Ông là... Chẳng phải các cô tới đây hóa giải duyên âm cho bạn mình sao? Vào đi,
gần tới giờ hoàng đạo rồi. Khỏi phải nói, bốn cô gái như thể bốn pho tượng. Tại sao ông già này lại biết cơ chứ? Hay là ông bảo vệ nói trước, họ thông đồng với nhau để tạo lòng tin? Nghĩ như thế nên ít nhiều trong lòng mỗi người cũng có sự nghi ngờ. Chưa hết, những chuyện kỳ lạ bây giờ mới bắt đầu. Cúc, Tuyết và Huệ bước vào trong thì không hề hấn gì cả. Nhưng đến lượt Ngọc thì cô ngã quỵ xuống, nhăn mặt thốt lên. Trời ơi, đau quá, đau quá. Vừa nói, Ngọc vừa ôm đầu của mình lại, như thể có ai dùng búa đánh vào nó. Ba người hốt hoảng toàn chạy tới đỡ bạn mình, nhưng ông già liền ngăn cản. Đừng lại gần, cứ để cô ấy ở yên đấy. Nói xong thì ông bước ra, đưa tay đặt lên đầu của Ngọc. Một tràng ngôn ngữ kỳ lạ được ông thốt ra. Đọc tới đâu thì Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn tới đó. Cơn đau đầu cuối cùng cũng dứt. Nước mắt của cô lúc này đã giàn giụa ra rồi. Ông đỡ Ngọc đứng dậy, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa, đành giọng thị uy. Đi ra ngoài đứng, mày mà vào trong này, bị thánh thần trong nhà tao đánh cho thì tan hồn tan phách, nghe chưa? Cái hướng chỉ tay và lời nói của ông đều hướng về phía mà chẳng hề có một cái bóng người nào đứng. Tuyết hoang mang hỏi. Ông nói với ai vậy? Ông già quay ra nhìn cô, nhoáng miệng cười. Các cô mà thấy được thì các cô đến tìm tôi làm gì? Thôi, đi vào trong nhà đi, để tôi làm pháp sự. Vào trong bàn, ông già kia chỉ vào Ngọc rồi nói. Cô ghi cho tôi ngày sinh tháng đẻ, họ tên đầy đủ vào trong mảnh giấy này. Vừa nói, ông ta vừa đưa cho Ngọc một mảnh giấy màu vàng trống trơn. Nhìn nó giống như một cái lá bùa vậy. Sau khi Ngọc viết lên tờ giấy, thì ông già kia đứng dậy, cầm nó qua cái bàn thờ, rồi lầm bầm trong miệng mình, đọc thần chú gì đó. Một hồi lâu sau, ông mở cái hộp mực màu đỏ, rồi tô vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên trên lá bùa. Tất nhiên là chẳng ai biết được ông đang làm cái gì. Lát sau lá bùa khô, thì ông mở tủ, lấy thêm một cái hình nhân nữ bằng giấy. Ông đưa cho Ngọc mà dặn. Cô hãy dán lấy lá bùa này lên, đem ra sông rồi thả xuống là xong. Không cần đốt đâu. Sau này thì cẩn thận một chút. Động phải những chuyện thế này thường khó quá giải lắm. Cũng may cái dòng kia không có quá mạnh, tôi có thể trấn áp được. Tuyết và Huệ đưa mắt nhìn nhau. Huệ vốn còn nghi ngờ nên tất nhiên muốn tìm hiểu cho tới cùng. Cô cất giọng hỏi. Thưa ông, trước khi chúng tôi ra về thì tôi có một câu hỏi, không biết ông có thể trả lời hay không? Cứ hỏi đi. Nếu tôi biết thì tất nhiên là tôi không từ chối cô rồi. Thế ông có thể nói gì về con người tôi không? Câu hỏi của Huệ đúng là chí mạng. Bởi cho dù ông già này có thông đồng với người bảo vệ nhà xác thì làm gì biết chút thông tin nào về cô. Ấy thế mà một tràng cười vang lên. Ông già chỉ vào tay của Huệ rồi từ tốn nói. Cô vốn mồ côi bố từ nhỏ, mẹ thì đi bước nữa. Cô ở với ông bà và một người cô bên họ. Gia cảnh thì có vẻ khá giả, và hiện tại thì cô chưa có người yêu, có phải không? Nếu muốn có người yêu thì gian nan lắm đó. Bởi cô cũng có duyên âm, nhưng mà khác với bạn mình. Duyên âm của cô đến từ tiền kiếp, nó không hại lắm, nhưng mà khó trọn vẹn tình duyên ở kiếp này. Bù lại số cô là số cao quý, sẽ được nhiều người độ mạng cho. Và còn... Nói tới đây thì ông già ngưng lại. Huệ há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả những gì về hoàn cảnh của cô đây đều được ông ta nói đúng, không sai một chút nào. Chuyện cô mồ côi bố, đến cả ba người bạn bên cạnh cũng không hề biết rõ như vậy. Cô thốt lên.
Trời ơi đúng quá. Nhưng mà có chuyện gì nữa? Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng không có gì đáng lo đâu. Khi nào cô rảnh cứ ghé lại đây. Tôi làm cho một cái lễ cắt duyên âm tiền kiếp. Bốn người từ nhà của ông thầy trở về. Ngọc Lo thực hiện ngay cái nghi lễ với con hình nộm liền trong đêm ấy. Còn với Huệ, giờ đây cô cũng đã có chút niềm tin về thế giới tâm linh rồi. Hai người còn lại thì cũng chẳng buồn chẳng vui. Những ngày vừa qua, họ đã trải qua quá nhiều chuyện không được như ý rồi. Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục làm cho Huệ giật mình. Cô đang tắm nên chẳng biết là ai gọi cả. Mãi cho đến một lúc sau, tắm xong Huệ mới nhận ra người gọi là Cúc. Một tay giữ cái khăn tắm trên người, tay còn lại thì bấm gọi cho Cúc, với suy nghĩ trong đầu chắc cô ấy định nhờ mình ngày mai qua đón đi làm. Thế nhưng những gì Cúc nói lại trái ngược với những suy nghĩ của Huệ. Huệ ơi, cứu tao với, tao sợ quá. Cái giọng run run mất kiểm soát của Cúc làm cho Huệ lo lắng thấy rõ. Cô nói ngay, Cúc, mày bị làm sao thế hả? Cúc. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy Cúc khóc mà thôi. Nóng ruột, Huệ liền tắt máy rồi chạy ngay sang nhà bạn. Căn nhà trọ mà Cúc thuê cũng nằm gần ở nhà Huệ, nên cô chỉ mất hơn 10 phút để chạy đến nơi. Đèn đóm bên trong tắt hết cả. Huệ đưa tay mình lên đập ầm ầm vào cánh cửa gọi dồn, Cúc, Cúc ơi, Cúc. Phải mất khá lâu thì đèn trong nhà mới được bật sáng. Cúc mở cửa ra với gương mặt hết sức sợ hãi và hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Trông thấy tình trạng này, Huệ thốt lên, trời đất, mày bị làm sao thế hả Cúc? Dù đi, tao kể cho nghe, tao sợ quá. Thế là Huệ theo bước chân Cúc vào trong nhà. Mọi thứ chẳng có gì khác thường cả. Cúc ngồi thừ trên ghế, tay run lẩy bẩy. Huệ rót một cốc nước đưa cho bạn mình. Cúc mất thêm một chút thời gian nữa rồi mới có thể bình tĩnh được. Cô bắt đầu kể bằng cái giọng nghẹn nghẹn, sợ hãi. Tao thấy ma. Mày còn nhớ cái hôm mà từ nhà của ông thầy bói kia về không? Kể từ lúc ấy, tao có thấy đầu óc mình lâng lâng khó chịu thế nào á. Hai mắt cứ mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ hết. Và tao bắt đầu mơ. Trong giấc mơ tao thấy một cô gái mình mẩy đầy máu me. Cô ta cứ đứng ở đầu giường nhìn tao rồi cười. Chưa hết, càng ngày thì những hành động của cô ta càng đáng sợ hơn. Hóa xuất hiện trong nhà tắm, bàn ăn, rồi tới việc những cái bóng đèn trong phòng có lúc bật lúc tắt. Tối hôm nay khi tao vừa mới ăn cơm xong thì lại thấy trong người mệt mỏi nữa. Và chuyện gì đến cũng đến, cái cô gái kia lại xuất hiện. Lần này cô ta bẻ cái đầu đứt rời khỏi cổ luôn. Cái đầu lủng lẳng ở trên tay, cho nó mở mắt ra há miệng cười. Tao sợ quá bừng tỉnh dậy. Nghe xong câu chuyện của Cúc thì Huệ hoang mang thật sự. Cô biết tính của Cúc không bao giờ nói dối, nhưng tại sao cô lại nằm thấy cái giấc mơ kinh dị này? Cúc hít hà mấy cái rồi nói tiếp. Tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tao nghĩ cái lần mà mình làm rơi cái bàn thờ của cô hai gì đó trong nhà xác, giờ cô ấy về ám tao. Tao nhận ra là bởi trên người cô ta cũng mặc một bộ quần áo của y tá. Cái gì? Mày nói thật chứ? Thật, tao sợ lắm. Chắc là tao hợp mạng với cô ấy cho nên mới bị cô ấy ám. Kiểu này chắc tao chết mất. Tao sợ quá mày ơi. Huệ gật gù, đưa tay lên vỗ về an ủi bạn. Thôi nào, bình tĩnh chút đi. Hay là mình đi tìm cái ông thầy hôm bữa đi được không? Biết đâu ông ấy giúp được mày. Không đâu, không đi đâu. Tao quên kể với mày, cô ấy nói là nếu tìm thầy bắt hồn, nếu như mà tìm thầy bắt hồn của cô thì cô sẽ không để yên cho tao đâu. Tao có hỏi còn cách nào để cổ tha cho tao hay không
thì cổ nói có. Đó là hãy mua đồ lễ vào để tạ tội với cổ. Huệ như hiểu ra, cô nói: Vậy nên mày mới nhờ tao qua đây có đúng không? Ừ, mày đi với tao đi. Lỡ có ai thấy thì cũng sẽ không làm sao. Mày cháu giám đốc bệnh viện cơ mà. Chưa chắc đâu. Mày không nhớ lần trước ông bảo vệ già nói gì hay sao? Giờ mình vào thì ông ấy không cho đâu. Tao cũng không thể làm lớn chuyện. Hôm bữa vì chuyện của con Ngọc mà tao bị cô Thủy chửi cho một trận té tát rồi. Cái này thì không lo. Tao biết một cái đường tắt để đi vô trong đó. Chịu khó chui một tí là được à. Vô được bên trong rồi, đừng có để cho ông bảo vệ già thấy. Có hả? Có. Cứ đi theo tao thì biết. Trước sự khẩn cầu của bạn mình, Huệ đành nghe theo. Cô cũng không muốn gọi cho Tuyết hay Ngọc, chỉ càng ít người càng khó bị phát hiện hơn. Không chần chừ nữa, hai người mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài. Trên đường đi, Cúc bỗng thốt lên: Huệ, dừng lại. Chiếc xe máy thắng gấp chào đảo như suýt ngã. Huệ nhíu mày khó hiểu hỏi: Sao, có chuyện gì hả? Đợi tao một tí. Nói rồi Cúc bước xuống xe, chạy tới cái xe bán bánh bao trên vỉa hè. Cái hành động này làm cho Huệ bất ngờ lắm. Cô thốt lên: Trời đất, giờ nào rồi còn định ăn vậy chứ? Thế nhưng ngoài mua hai cái bánh bao lớn nhân thịt ra, Cúc còn tạt qua cái tạp hóa gần đó mua thêm một thẻ hương, hai cái đèn cầy loại nhỏ. Xong xuôi, cô trở ra với nụ cười tươi rói trên môi. Tất nhiên là bị Huệ tò mò hỏi ngay rồi: Mày mua thứ gì đó? Tao mua đồ cúng. Sao, ai lại đi cúng bánh bao? Sao không mua bánh quy hay là mấy loại bánh bỏng như người ta hay cúng ấy? Không, cô y tá bảo tao là thích ăn bánh bao lắm, nên tao mua thôi. Mình có lỗi với người ta cơ mà. Huệ phì cười, lắc đầu ngán ngẩm, rồi chỉ ra yên sau thúc giục: Thôi leo lên đi, tranh thủ đi cho kịp, hơn 11 giờ rồi. Đi gì mà đúng giờ Linh. Chiếc xe tiếp tục di chuyển. Nó không ngừng ở cổng trước, mà theo sự chỉ dẫn của Cúc. Huệ lái xe vòng ra bức tường phía sau. Chỗ này có một lô đất trống, nên cây cối mọc hoang rậm rạp lắm. Cúc chỉ về phía trước thì thầm nói: Ở kia kìa, ở kia kìa, có một cái lỗ nhỏ. Hôm trước tao đi tìm con Ngọc ấy, có thấy được. Huệ gật gù, cả hai bước tới thì đúng là có một cái lỗ thật. Nó không lớn cũng không bé, chỉ vừa vặn đủ cho từng người lần lượt chui qua. Sau khi vào trong, Huệ nhận ra nơi mà cô đang đứng chính là phía sau của dãy nhà chứa xác. Đáng sợ hơn nữa là cái nhà vệ sinh nơi mà Ngọc bị hồn ma anh bác sĩ kia bắt đi lại ở trước mặt của cả hai. Cúc cũng nhận ra, cô nắm lấy tay Huệ rồi trấn an: Bình tĩnh nào, đừng có nhìn vào đấy. Tao đếm 1, 2, 3 rồi cùng nhau chạy vào trong thật nhanh nha. Huệ gật đầu. Và thế là sau 3 tiếng đếm, hai cô gái chạy bán sống bán chết đi, cuối cùng cũng tới dãy nhà chứa xác. Huệ thở hồng hộc như mệt lắm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Cúc. Cả hai cười lên mấy tiếng. Họ cố gắng cười nhỏ nhất vì sợ sẽ làm cho ông bảo vệ già kia nghe thấy. Cúc chỉ tay về phía trước thúc giục: Thôi, đi thôi. Hai người tiếp tục bước tới. Đúng như lời ông bảo vệ già nói hôm trước, ông đã chuẩn bị một cái bàn thờ khác để thay thế. Cũng chẳng có bất kỳ bức ảnh hay bài vị gì cả. Trong khi Cúc sửa soạn đồ cúng, Huệ đảo mắt để cảnh giới cho cô bạn mình. Cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, nên không khí bắt đầu lạnh hơn. Nhưng cũng có thể là do đứng ở nơi người chết nhiều hơn người sống. Huệ đợi thêm một lúc nữa, cảm thấy hơi lâu, nên cô thì thầm gọi giới ra phía sau: Cúc, Cúc ơi, xong chưa mày, sao lâu thế? Vừa hỏi, nhưng ánh mắt của Huệ vẫn nhìn ra phía cổng ra vào để canh chừng. Và rồi, bóp, một âm thanh khô khốc vang lên. Huệ chỉ kịp nhận thấy sau gáy của mình đau điếng, rồi trời đất tối sầm trước mắt cô.
Huệ lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau ở sau đầu vẫn còn. Nó khiến cho cô choáng váng. Nhưng rồi Huệ giật mình, bởi cô nhận ra mình đang ở bên trong phòng đựng xác. Tay chân thì bị trói nghiến vào một cái băng ca. Điện trong phòng không được bật sáng. Sự sợ hãi trỗi dậy. Huệ muốn thét lên kêu cứu, nhưng miệng cô đã bị ai đó bịt lại bằng vải. Có tiếng động vang lên. Huệ nhận ra đây là âm thanh của chiếc bật lửa Zippo đang được bật nắp ra, rồi đóng lại liên tục. Và người đang làm cái hành động ấy không ai khác, chính là Cúc. Quá bất ngờ, Huệ ú ớ như muốn được giải đáp vì sao cô lại ở trong cái hoàn cảnh thế này. Cúc bật lửa lên, châm vào hai ngọn nến dưới sàn. Lúc này thì nhờ ánh nến, Huệ thấy được cái bát hương ở trên bàn thờ bên ngoài đã được Cúc đem vô trong. Hai cái bánh bao thì xếp ngay ngắn trên đĩa. Ba nén hương cũng được thắp lên, khói nhẹ nhẹ lan tỏa ra. Tiếng ú ớ của Huệ càng nhiều hơn. Cúc nhoẻn miệng cười thì thầm nói. Bình tĩnh, từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà. Tao sẽ không để mày chết mà không biết vì sao mình chết đâu. Có cho tiền thì lúc này Huệ cũng không tin được cái câu này vừa được thốt ra từ miệng của Cúc. Cô lắc đầu ngoài ngoại, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc thậm chí là một trò đùa của đám bạn mình. Nhưng không, ánh mắt của Huệ trợn trừng khi nhận ra trên tay của Cúc còn cầm theo một con dao sắc bén. Cúc chắp tay lại lầm rầm khấn vái gì đó. Hình như Cúc đang khóc. Xong xuôi, Cúc tiến tới gần chỗ của bạn mình mà gằn giọng. Này, mày còn nhớ chuyện ông bảo vệ già kể hôm bữa chứ? Chuyện việc cô y tá bị người ta hại chết đó, nhớ không? Huệ không biết phải làm gì nên đành gật đầu xác nhận. Cúc cười lớn. Tràng cười này làm cho Huệ ấn lạnh. Cô thầm nghĩ, hay là Cúc đã bị ám rồi? Cúc bị hồn ma của cô y tá kia ám rồi, cho nên nó mới làm như thế này. Cúc chỉ thẳng vào mặt Huệ rồi gằn từng tiếng. Làm sao mà mày biết được? Cô y tá đó chính là chị hai của tao. Huệ giật mình trợn tròn mắt kinh ngạc. Sao? Bất ngờ lắm có đúng không? Chị hai của tao đấy. Chị hai của tao chết oan uổng lắm. Mà cái câu chuyện của ông bảo vệ kia hoàn toàn là dối trá. Tao còn nhớ rõ lắm. Đó là một đêm mưa gió, dượng của tao chạy từ bên ngoài về, rồi hớt hải thông báo chị hai tao bị người ta hại chết. Nghe tin này xong thì mẹ tao lăn đùng ra ngất xỉu. Còn với một đứa trẻ con như tao thì đây chẳng khác nào một cơn ác mộng cả. Chị hai của tao, người tao yêu quý nhất, lại có thể chết được. Khốn nạn hơn, ngay ngày hôm sau, khi mà nhận xác của chị tao từ bệnh viện về, thì có một đám giang hồ tới đánh dượng và mẹ, ép họ không được kiện cáo. Nếu không thì giết luôn cả tao. Hai người họ tuy buồn đau, nhưng sợ tao bị hại, cho nên đành im lặng. Họ là im lặng lâu thật. Họ đúng là im lặng lâu thật. Còn tao thì không. Tao đã thề trước mộ của chị hai là tao sẽ trả thù. Mày nghĩ tao học cao đẳng y để làm cái gì? Hả? Để chờ tới ngày này đó. Tao định sẽ từ từ tiếp cận. Nhưng mà thật may mắn, chuyện của con Ngọc làm cho tao có cớ để đẩy nhanh chuyện này hơn dự kiến. Đúng như ông bảo vệ kia nói, một mạng đền một mạng. Hôm nay mạng của mày sẽ dùng để đền mạng chị hai tao. Vừa nói, Cúc vừa giơ con dao lên.
Ánh nến hắt vào, nó lóe lên một tia sáng. Huệ thì bàng hoàng lắm. Cô không ngờ người bạn của mình lại có cái quá khứ tồi tệ như thế. Nhưng giờ biết cũng đã muộn. Lòng hận thù của Cúc đã quá cao rồi. Trước giờ phút sinh tử, cô chỉ biết nhắm mắt lại. Dừng tay! Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa nhà xác bật tung ra, kèm theo là tiếng hét làm cho Cúc giật mình. Càng bất ngờ hơn khi đứng trước cửa bây giờ là ông bảo vệ già và bà Hồng Thủy, giám đốc bệnh viện, và cũng là kẻ thù của Cúc. Nhanh chóng, ông bảo vệ lao tới, giằng lấy con dao trên tay Cúc ra, hất thẳng nó vào trong tường rồi quát: Cúc, con định làm gì thế? Con có biết là con đang sai lầm không? Sai hả? Tôi sai sao? Mà cũng đúng. Tôi sai vì tôi đã không giết nó sớm hơn. Trời ơi, con hiểu lầm rồi. Ông bảo vệ ra sức nói. Còn bà Hồng Thủy lúc này cũng đã bước vào trong. Bà nhẹ nhàng nói. Thôi đi anh, kệ con bé. Giờ có giải thích thì nó cũng không nghe đâu. Hơn nữa chúng ta đang có lỗi với con bé cơ mà. Bà im đi. Bà đừng có đạo đức giả nữa. Tôi không tin lời của bà đâu. Bà Hồng Thủy lắc đầu, bước tới vách tường, nhặt lại con dao lên. Thật bất ngờ, bà đưa con dao vào tay của Cúc rồi nói: Đây, nếu con cảm thấy cô có lỗi thì cứ lấy con dao này mà chấm dứt mạng sống của cô đi. Nhưng trước khi làm chuyện đấy, để cô kể cho con nghe sự thật của chuyện này. Vừa nói, bà vừa lấy trong túi ra một tờ giấy. Con xem đi, đây là giấy cam kết nhận tiền bồi thường của Dương con. Hơn nữa tiền ăn học của con từ bé đến giờ là cô đã chi trả. Cô biết con từ khi còn chưa chơi với cháu gái của cô nữa kìa. Nhưng cô không ngờ là sao con lại hiểu sai chuyện đến như vậy. Cô còn có cả đoạn băng ghi âm để lại làm bằng chứng. Nếu con sợ cái tờ giấy này là cô làm giả. Cái gì? Bà nói dối. Dượng tôi không thể nào lừa tôi được. Sao lại không? Con có biết Dượng con bỏ mẹ con đi hơn 5 năm nay hay không? Và hàng tháng tiền gửi cho con là cô. Cô đã nói chuyện với mẹ của con, không muốn làm mất hình tượng của ông ta ở trong con, nên mới làm như ông ta đi làm xa, hàng tháng chỉ chuyển tiền về. Con thử nghĩ xem, làm gì có ai yêu thương hai mẹ con của con mà đi tận 5 năm không về không? Hắn ta bây giờ cũng đã có vợ mới luôn rồi. Trước sự thật này, Cúc rõ ràng không thể chấp nhận được rồi. Mọi thứ mà cô nghĩ là tốt đẹp đều đồng loạt sụp đổ hết. Kẻ thù của cô trước giờ lại là người nuôi cho cô ăn học. Không, không thể nào. Bà Hồng Thủy hít một hơi, như cố ngăn cơn xúc động của mình lại. Bà tiếp tục nói: Con biết vì sao có ngày thứ hai hàng tháng để dùng chữa bệnh miễn phí không? Đó là lời hứa mà cô hứa với chị của con đó. Cũng trong đêm này, nó hiện ra trong giấc mơ. Nó báo mộng cho cô về việc mà con định làm. May mắn thay là cô đã đến kịp lúc. Bà im đi. Ai cho bà đem chị tôi ra nhạo báng như vậy? Bà hại chết chị tôi thì làm gì có chuyện. Chị tôi tốt với bà như thế hả? Đồ dối trá, bà phải chết. Dứt câu thì Cúc giơ con dao lên, lao thẳng về phía bà Thủy. Lần này không kịp phòng bị, nên ông bảo vệ già không thể ngăn cản được. Thế nhưng lúc chỉ còn cách bà ta chừng mấy bước thì Cúc khựng lại, bởi thứ mà cô đang thấy trước mắt mình, ở bên cạnh bà Thủy còn có một người nữa. Không, là một cái bóng người mờ ảo mới đúng.
cái bóng người của chị cô, dẫn bộ y tá, gương mặt hiền lành và nụ cười rạng rỡ. Cúc à, ngừng tay lại đi em. Ngày xưa đúng là cái chết của chị có phần oan uổng, nhưng cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Cô Thủy là một người có tâm, cô ấy cứu biết bao người rồi em biết không? Chị lại thấy sự hy sinh của chị có thể cứu được rất nhiều người khác. Cứ mỗi thứ hai hàng tháng, chị đều cảm thấy vui với những dòng người tấp nập ra vào chữa bệnh miễn phí. Chị cũng rất muốn nói với em, nhưng không thể. Hồn phách chị kẹt ở đây. Cúc, em có thương chị thì ngừng lại đi. Ngừng lại đi em. Cúc lắc đầu. Cô đổ quỵ xuống đất, bừng mặt khóc. Cả ba người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Còn cái bóng của chị Cúc, nó từ từ mờ dần đi, rồi tan biến vào hư không. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng ma trong nhà xác, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện Ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.